Miếng 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 miếng. Thì nha. Mà sao xé bột này được đổ vô đây ta. Chưa đổ đang hồi chứ có ướt hết trơn nữa bà. Dạ. Ở quanh kia đổ. Đổ. Chưa chưa chưa. Này chị cắt ra đi. Cái chị 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 đổ nha. Cười chị. Ủa này chưa để đâu phòng nè, ủa này để đâu phòng ra nè. Kìa. Ủa chị để đây không? Nha đây. Mới chế nước thì mà. Nè đậu phộng nè. Nè đậu phộng nè. Em mới chế nước nè. Để chế nước xuống cây quá trời. Mình dạ mà tôi thấy cái to đó lên nước quá trời luôn mà chị nói cái to. Ủa chị để dưa. Cái gì? Cái này chị để xì dầu rồi phải không? Rồi luôn, đã trên rồi. Mới chế nước vô một đống luôn nè. Sao để chị chạy xuống rồi. Nước vô em thôi nó cay quá. Ngồi cái để hấp nước. Cay nào. Quá cay luôn. Đang quá cay luôn.